Chị Hoa Sandy xin chào. Rồi các chị ơi, em sẽ vào lại cái live vừa xong tại vì hôm nay cái mạng nhà em hơi bị chập chờn một chút được không ạ? Những chị nào đang xem livestream của bên em thì có thể chấm bài cho em và chia sẻ cho em mốc 100 người xem đầu tiên nhá. Em sẽ bắt đầu xả chiếc áo đang mặc trên người em và áo đây với giá bán của nó là 18k một chiếc áo được không ạ? Chị Hoa Sandy xin chào, chị Nguyễn Lan xin chào ạ, chị Ngân La La xin chào nhá, chị Trần Thị Thu xin chào ạ, chị Hoa Sandy xin chào. Rồi các chị ơi đang xem livestream của em chấm bài cho em và chia sẻ cho em mốc 100 người xem đầu tiên ạ. Em sẽ bắt đầu xả chiếc áo em đang cầm trên tay em với giá bán của nó là 18k một chiếc áo đúng không ạ? Xả toàn bộ áo 18k đúng không ạ? Khi đạt đủ mốc 100 người xem đầu tiên nhá. Chị Chính Đỗ xin chào, chị Trang Anh xin chào ạ. Chị Diệu Thúy xin chào, chị Quỳnh Đào xin chào ạ. Ô bên này hiện sao? Không hiện comment lên. Đây rồi. Chị Nguyễn Mỹ Linh xin chào, chị Lê xin chào ạ, chị Nguyễn chị Nguyễn Vũ Trà xin chào ạ, chị Quỳnh Lê xin chào. Rồi các chị ơi chia sẻ cho em mốc 100 người xem đầu tiên nhá. Em sẽ bắt đầu xả chiếc áo đang cầm trên tay của em với giá bán là 18k một chiếc áo đúng không ạ? Rồi xin chào chị Mỹ Linh ạ, chị Kim Thanh xin chào. Chị Ni Sinh xin chào, chị Vũ Trà xin chào ạ. Chị Lê Minh Nguyệt xin chào, chị Liên Sương xin chào. Rồi các chị ơi, đang xem livestream của em chấm bài cho em và chia sẻ các hội nhóm cho em đi ạ. Đủ mốc 100 người xem đầu tiên em sẽ bắt đầu xả chiếc áo em cầm trên tay em với giá bán là 18k một chiếc áo đúng không ạ? 18k một chiếc các chị nhá, 18k một chiếc. Chị Tâm Hoàng xin chào, chị Thanh Nùn xin chào. Chị Thanh Thắm Bùi xin chào, chị Nguyễn Thúy xin chào nhá, chị Thu Hà xin chào ạ. Rồi ạ, chia sẻ cho em mốc 100 người xem đầu tiên đi ạ. Em sẽ bắt đầu xả chiếc áo của em đang cầm trên tay em với giá bán là 18k một chiếc áo, rất nhiều màu luôn đúng không ạ? Rất là nhiều màu luôn nhá. Em nhận được áo rồi chị nhé, áo đẹp lắm ý, em cảm ơn chị Bông Tuyết. Chị Nụ Sinh xin chào, chị Cát Tường xin chào. Rồi các chị ơi chia sẻ cho em đi ạ, mốc 100 người xem đầu tiên này. Em sẽ bắt đầu xả chiếc áo của em đang bán với giá bán là 18k một chiếc áo luôn ạ. Bên em có rất nhiều màu luôn nhá. Và giá bán bên em là 18k cho một chiếc áo rất là đẹp và rất là xinh luôn. Lại các chị chia sẻ cho em mốc 100 người xem đầu tiên đi ạ. Em sẽ bắt đầu xả chiếc áo lại bên em với giá bán là 18k một chiếc áo được không ạ? Chị Thiên Bình em thấy comment của mình rồi nhá. Chị Nụ Sinh xin chào, chị Minh Ngọc xin chào rồi ạ. Chia sẻ cho em đi ạ. Mốc 100 người xem đầu tiên em sẽ bắt đầu xả chiếc áo của em đang mặc với giá bán bên em là 18k đúng không ạ? Xả toàn bộ áo cọc tay rất là đẹp luôn mùa hè với giá bán là 18k một chiếc áo, rất là nhiều màu luôn. Có bên em có rất là nhiều màu, hiện tại bên em chỉ còn có 5 màu thôi các chị ạ, 5 màu thôi với giá bán 18k một chiếc áo. Áp dụng chia sẻ đủ 3 lần đấy ạ. Ok chị Coco Tây Tây nhá, rồi đây một chút chị Hà Thu Yến rồi ạ. Chia sẻ cho em mốc 100 người xem đầu tiên sẽ bắt đầu xả chiếc áo của em đang mặc trên người em với giá bán 18k đúng không ạ? Ok chị Bùi Khả Hân nhá. Chị Phương Loan Nguyễn ơi, chị có thể comment lại cho em 18k đúng không chị? Chị Mai Mùa Thu rồi ạ. Mười tám k một chiếc đúng rồi ạ, 18k một chiếc. Nhưng mà chị ơi, mà khi đạt đủ mốc 100 người xem đầu tiên thì em sẽ bắt đầu xả chiếc áo đang mặc trên người em và chiếc áo này với giá bán 18k đúng không ạ? Chị Phương Lan Nguyễn ơi, vừa xong lại mạng bên em có vấn đề, em phải vào lại cái livestream này vừa xong chị nhá. Chị Nguyễn La La rồi ạ, chị Lan Hương xin chào ạ. Chị Lê Huế ơi, để em kiểm tra hàng của mình nhé chị Lê Huế nhá. Chị Lê Minh Nguyệt rồi ạ, ok ạ. Rồi chia sẻ cho mốc 100 người xem đầu tiên sẽ bắt đầu xả chiếc áo đang mặc trên người của em với giá bán là 18k một chiếc áo được không ạ? Áo này bên em có giá bán là 18k một chiếc, áp dụng chia sẻ đúng không ạ? 18k một chiếc các chị nhá, 18k một chiếc. Chị Nụ Sinh xin chào rồi ạ, chấm bài cho em và chia sẻ cho em và các hội nhóm. Đủ mốc 100 người xem đầu tiên em sẽ bắt đầu xả chiếc áo đang mặc trên người của em và những chiếc áo đang cầm trên tay em đây với giá bán của chiếc áo này là 18k một chiếc áo đúng không ạ? 18k một chiếc áo này áp dụng 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ có hỗ trợ nhóm cho em nhé. Áo bên em thì có rất là nhiều màu luôn, màu đen này, màu da, màu nút, màu đỏ và màu vàng, rất là sang luôn. Và giá
18k cho một chiếc áo em đang cầm trên tay đây được không ạ? 18k một chiếc áo, áp dụng chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân này và 5 lần trên hội chợ nhóm cho em các chị nhá. Áo bên em rất đẹp luôn. Chị Thắm Nguyễn Lê rồi, xin chào ạ rồi. Chị Gấu Yêu rồi, ok chị nhá. Chị Dung Lê rồi, chị Hiền Nguyễn xin chào rồi. Các chị ơi, chị nào muốn mua chiếc áo đang cầm trên tay của em đây với giá bán của chiếc áo này là 18k một chiếc thì các chị nhanh chóng comment vào đây ạ. 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đi ạ. 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Với giá bán 18k của bên em là chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội chợ nhóm cho em đúng không ạ? 18k một chiếc màu đen, em thì hiện tại em chỉ còn những cái màu này thôi chị nhá. 18k một chiếc màu đen này. 18k một chiếc màu trắng được chưa ạ? 18k một chiếc màu hồng nu này, rất đẹp rất sang luôn. Và bán bên em áp dụng chia sẻ màu đỏ này. Đây là màu vàng 18k đúng không ạ? 18k một chiếc, áp dụng chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội chợ nhóm cho em nhé. Là mình đã có thể mua được áo bên em với giá bán là 18k một chiếc rồi đúng không ạ? 18k một chiếc đúng rồi, chính xác luôn. Bên em có đủ size từ 40 cân cho tới 80kg, bên em có đủ size của chiếc áo này đúng không ạ? Và với giá bán của bên em là 18k một chiếc các chị nhá. Chị Thanh Lan rồi, lấy một chiếc 18k màu đen rồi bổ sung số điện thoại cho em đúng không ạ? Rồi còn chị nào muốn mua chiếc áo này của em với giá bán 18k nhanh chóng comment cho em nào. 18k kèm màu kèm số điện thoại. Em chỉ bán giá 18k áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội chợ nhóm cho em đúng không ạ? Áo đang mặc bên em, áo đang mặc của em thì cũng có giá 18k thì nhá, cũng có giá 18k luôn đúng không ạ? Chị Liên Trương rồi, ok chị Hòa Mai cảm ơn chị nhá. Rồi các chị ơi, 18k một chiếc nhanh chóng comment đi. Em chỉ bán giá 18k chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân thôi đúng không ạ? Và 5 lần trên hội chợ nhóm cho em nhá. Chị ngốc nghếch là em rồi, bổ sung số điện thoại cho em và nhớ quay ra chia sẻ luôn cho em đúng không ạ? Chị Nhi Yến, chị Thảo Cherry rồi, ok rồi, cả set. Chị ơi, em chỉ bán áo thì em chỉ xả áo thôi chị nhá, chị Trịnh Hạnh nhá. Bên chỉ xả áo bên em với giá bán là 18k một chiếc áo thôi chị nhá. Với giá bán 18k của bên em là chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân thôi ạ. Và 5 lần trên hội chợ nhóm cho em đúng không ạ? Rồi ok chị Hòa Mai, các chị ơi chị nào muốn không bị ẩn comment thì các chị hãy nhớ quay ra chia sẻ để mình không ẩn comment đúng không ạ? Chị Gấu Yêu một chiếc thì chị comment cho em 18k kèm màu chị thích và kèm theo số điện thoại cho em đúng không ạ? Chị Thanh Lê Nguyễn một chiếc rồi, đã chia sẻ cho em đủ 3 lần chưa ạ? 18k một chiếc màu đen đúng không ạ? Màu đen này, màu trắng này, màu hồng nu này, màu đỏ và màu vàng với giá bán bên 18k nhá. Em chỉ bán giá 18k áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên các hội chợ nhóm cho em đúng không ạ? Chị nào mà không muốn làm ẩn comment nữa, chị hãy nhớ quay ra chia sẻ cho em để mình không ẩn comment các chị nhá. Ok chị Liên Trang ơi, hôm nay chị muốn mua áo này của bên em không ạ? Thì chị có thể comment cho em nhá. 18k kèm màu chị thích và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Với giá bán 18k của bên em là chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội chợ nhóm cho em đúng không ạ? Chị nào mà muốn không bị ẩn comment thì các chị hãy nhớ quay ra chia sẻ cho em để mình không bị ẩn comment đúng không ạ? 18k một chiếc rất là đẹp luôn này, bên em thì có đủ màu đủ size luôn nhá. Hiện tại em chỉ còn có 5 màu thôi. Hiện tại bên em chỉ còn 5 màu thôi, màu vàng, màu hồng nút này, màu da, màu đen, màu trắng và màu đỏ đúng không ạ? Rất sang, rất đẹp. Giá bán 18k chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân thôi ạ, và 5 lần kết hội nhóm nhá. Ok chị Liêu Minh Nguyễn đúng không ạ? 18k màu đen rồi, cảm ơn chị đã chia sẻ cho em 3 lần chưa ạ? Chị Ngọc Khánh, em thấy comment của chị rồi ạ. Ok chị Quỳnh chị Oanh Kim đúng không ạ? Rồi đã chia sẻ cho em chưa ạ? Rồi, chị nào muốn mua được không thì nhanh chóng cũng để lại cho em comment 18k kèm màu kèm số điện thoại và nhớ quay ra chia sẻ cho em để mình mua áo bên em với giá bán là 18k một chiếc nhá. Áo này bên em thì mặc được hai kiểu, nơ đằng trước hoặc nơ đằng sau, các chị có thể mặc tùy ý luôn. Và giá bán của bên em là 18k một chiếc áo này, chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội chợ nhóm cho em đúng không ạ? Chị Phạm Hương Thùy rồi, em cảm ơn chị Trần My thấy comment của chị rồi, chị Thảo Hít thấy comment rồi nhá. Các chị ơi, chị nào muốn không ẩn comment thì các chị hãy nhớ quay ra chia sẻ cho em để mình không ẩn comment đúng không ạ? Để mình không ẩn comment và được chốt đơn hàng 18k nhanh chóng các chị nhá. Chị Kiều Thúy rồi, ok chị yêu của em thấy comment của chị rồi. Rồi còn chị nào muốn mua được không thì nhanh chóng để lại cho em comment 18k kèm màu chị thích và kèm theo số điện thoại cho em nhá. Chị Phạm Thúy Hương thấy nhá, chị Lê Nhi thấy comment của chị rồi, chị Anh Kim thấy comment của chị rồi ạ. Ok này, rồi còn chị nào nữa không ạ? 18k một chiếc này này, 18k một chiếc màu trắng, 18k chiếc hồng nu đúng không ạ? Bên em chỉ bán giá 18k cho những chị nào mà áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân thôi các chị nhá. 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội chợ nhóm cho em đúng không ạ? Chị Vinh Thanh một chiếc màu đỏ rồi, ok chị đã chia sẻ cho em đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội chợ nhóm cho em chưa ạ?
Chị Bùi Thương, chị 45kg thì chị mặc size S cho em cho xinh nhá. Mặc size S cho em cho xinh. Còn chị nào mà hơi bằng bằng một chút thì các chị có thể mặc sang màu đen cho em cho xinh nhá. Mặc sang màu đen cho người nó nhỏ nhỏ lại cho đáng yêu. Chị Hắc Cô Lương một chiếc. Chị ơi 18k chị nhá, 18k chị Thương Ngô một chiếc 18k rồi. Nhớ chia sẻ cho em đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội chợ nhóm cho em đúng không ạ? Các chị ơi, các chị muốn không bị ẩn comment của mình thì chị hãy nhớ là quay ra chia sẻ để mình không bao giờ bị ẩn comment đúng không ạ? Và các chị ơi, để chắc chắn hơn một điều nữa, để không ẩn comment chắc chắn hơn nhá, thì các chị hãy ấn kết bạn theo dõi giúp em thì sẽ không bao giờ, chắc chắn là sẽ không bao giờ mình bị ẩn comment đâu các chị nhá. Tại vì thường thường là cái số lượng người xem rất là đông cho nên sẽ ẩn comment đúng không ạ? Không sao nha anh Nguyễn Văn Đức nhá. Chị Thái An rồi, ok, chị Đỗ Mi rồi. Còn chị nào muốn mua thì để lại cho em 18k kèm màu các chị thích và kèm theo số điện thoại cho em luôn nhá. Với giá bán 18k của bên em là chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội chặn nhóm cho em đúng không ạ? Chị Kiều Thúy hay Kiều Thụy, 52kg thì chị mặc size M cho em cho xinh nhá. Em cao 1m6 và em nặng 47kg thì em mặc thường thường em toàn mặc size S thôi các chị ạ, toàn mặc size S thôi. 18k một chiếc màu vàng này, màu đỏ này, màu hồng nu này, màu trắng và màu đen đúng không ạ? Rất đẹp và rất sang luôn. Và các chị ơi, mùa hè tới rồi, các chị lên sóng cho mình một chiếc áo nên mặc trên người đi ạ. Em thấy thực sự là rất cần thiết trong cái mùa hè này các chị nhá. Rồi ok chị Mi. Chị Mi Mo Nguyễn lấy một chiếc thì để lại cho em comment 18k kèm màu các chị thích và kèm theo số điện thoại cho em đúng không ạ? Chị Ly Hoàng ơi, chị có thể inbox cho em kiểm tra đơn hàng của mình được không chị? Tại vì đơn hàng một ngày của em rất là nhiều đơn hàng một ngày nhá. Chị Nguyễn Ngọc Anh rồi, thấy comment của chị rồi. Các chị ơi, chị nào muốn không bị ẩn comment thì các chị hãy nhớ quay ra chia sẻ cho em là mình sẽ không bao giờ bị ẩn comment đúng không ạ? Chị Hạnh Phúc Ngạn Ngân ơi, thì áo này bên em có giá bán 18k thì 18k áp dụng chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội chợ nhóm cho em ạ. Chị Vân Vân, em thấy comment của chị rồi nhá. Chị chào Úc Sai Mờ rồi, ok cho em. Rồi em thấy comment của chị rồi ạ. Chị Trần Hằng xin chào. Chị gì đấy ạ? Chị Lũng Nina đúng không ạ? Xin chào nhá. Áo nơ đen em có chị Hòa Mai nhá, với giá bán sale em là còn 18k một chiếc thôi ạ. Em chỉ bán giá 18k áp dụng với những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội chợ nhóm cho em đúng không ạ? Rất đẹp và rất là sang luôn. Ok, chị Thúy An lấy áo màu đen thì comment cho em đi ạ. 18k màu đen và kèm theo số điện thoại của mình. Các chị ơi, em xin nhắc lại đúng không ạ? Để mua áo 18k bên em các chị chỉ cần này comment 18k nhá, kèm màu kèm theo số điện thoại của mình và sau đó nhớ quay ra chia sẻ cho em để mình mua áo bên em. Với giá bán là 18k một chiếc hàng sale bên em đúng không ạ? 18k một chiếc thì chất liệu nó rất là mát và rất là đẹp luôn. Và hiện tại là em chỉ còn có 5 màu này thôi chị nhá. Hiện tại chỉ còn có 5 màu này thôi. Chị Thúy Vạm thấy comment của chị rồi nhá. Chị Tùng Bùi ok, em chào anh nhá. Không phải chị mà chào anh đúng không ạ? Rồi, em xin nhắc lại là áo hôm nay bên em sale toàn bộ áo này bên em với giá bán là 18k một chiếc áo này đúng không ạ? Với giá bán 18k bên em chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội chợ nhóm cho em đúng không ạ? Để mua áo bên em với giá bán 18k thì vô cùng đơn giản luôn nhá. Các chị chỉ việc comment 18k này, kèm màu các chị thích và kèm theo số điện thoại của mình, rồi sau đó là nhớ quay ra chia sẻ cho em là mình sẽ không bao giờ bị ẩn comment và được chốt đơn hàng thật nhanh chóng đúng không ạ? Anh vợ anh Dũng, chị vợ anh Dũng ơi, chị có thể comment số điện thoại cho em thì bên em mới chốt đơn hàng chị được chị nhá. Tại vì là chị comment có mỗi lần như thế thôi thì em sẽ không chốt hàng chị đâu ạ. Chị Vân Nguyễn, chị 43kg thì mặc size cho em cho xinh nhá. Chị Phạm Hồng lấy một chiếc màu đỏ 18k rồi, chị đã chia sẻ cho em 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội chợ nhóm cho em đúng không ạ? Chị Phương Loan Nguyễn ơi, bây giờ thấy comment của chị Phương Loan Nguyễn nhá. Chân váy đang mặc bên em có bán chị nhá. Ok, chị Hương Hoàng. Em xin nhắc lại là với giá bán 18k một chiếc áo bên em chỉ áp dụng những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội chợ nhóm được không ạ? Rất đẹp và rất là sang luôn. Và các chị ơi, chất liệu của chiếc áo này, chất liệu của chất liệu cốt tông rất là mát đấy chị ạ. Chất liệu cốt tông và rất là mát luôn, rất là thoáng mát luôn. Và mùa hè này thì không thể thiếu những cái chiếc áo này mặc đúng không ạ? Ok, chị Hương Trịnh Thu đúng không ạ? Rồi, còn chị nào muốn mua chiếc áo này của em thì không thì nhanh chóng để lại cho em comment 18k kèm màu các chị thích và kèm theo số điện thoại của mình. Và sau đó là nhớ quay ra chia sẻ cho em 3 lần trang cá nhân và 5 lần trong hội chợ nhóm cho em đúng không ạ? Là mình đã có thể mua áo bên em với giá bán 18k một chiếc áo rất là xinh và rất là đẹp như thế này đúng không ạ? Rất đẹp luôn. Chị Gom Lê, em thấy comment của chị rồi nhá. Váy xương màu đỏ thì em hiện tại em không sale chị Nguyễn Hằng, nhưng hôm nay em chỉ sale một loại áo này thôi chị ạ. Chị nào muốn mua thì để lại cho em 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của em. Đúng không ạ? 18k kèm màu kèm số điện thoại với giá bán 18k áp dụng chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội chợ nhóm cho em đúng không ạ? Chị Nhi Yến ơi, chị muốn mua áo này của bên em thì để lại cho em comment nhá. 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Trên cùng dòng comment cho em nhá.
Chị Nghiệp Trần ơi, thấy comment của chị rồi đấy ạ. Size to nhất bên em là size 80kg thì bên này em hiện tại đang cầm trên tay em là toàn size S hết chị nhá, toàn size S hết. Áo đang mặc thì lát nữa em sẽ bán sau nhá. Em đang sale áo này trước với giá bán là 18k một chiếc áo được không ạ? Chị Trúc Trần, áo mặc bên còn bán nhá, áo mặc bên cũng bán là em sẽ bán sau, em đang sale chiếc áo này bên em trước với giá bán là 18k một chiếc được không ạ? Chỉ áp dụng những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần thôi được không ạ? Chị Đỗ Mi 48kg thì chị mặc size M cho em rất là đẹp và rất là xinh luôn được không ạ? Chị Thu An lấy một chiếc 18k rồi, chị đã chia sẻ cho em đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội nhóm chưa ạ? Chị Hồng Nguyễn này, ok, cảm ơn chị. Chị Hiệu Quách thấy comment của chị rồi nhá. Chị Hiệu Quách ơi, chị có thể bổ sung số điện thoại cho em được không chị? Chị Tuấn Hồng một chiếc màu, chị lấy 3 chiếc đúng không ạ? Chị lấy 3 chiếc là chị chia sẻ gấp 3 lần cho em nhá. Chị Anh Hằng này thấy comment của chị rồi, chị Huệ Nhi lấy một đen thì chị bổ sung số điện thoại cho em chị Huệ Nhi nhá. Chị Diệp Anh Bùi xin chào, chị Thu Hoài xin chào ạ. Rồi, các chị ơi muốn không bị ẩn comment của mình thì chị hãy nhớ là quay ra chia sẻ cho em để mình không bao giờ bị ẩn comment và được chốt đơn hàng với giá bán 18k nhanh chóng được không ạ? Còn bên em chỉ sale 5 màu này thôi chị ạ, còn những màu khác em không sale chị nhá. Bên em chỉ sale có màu đen, màu trắng, màu nu và màu đỏ, màu hồng với giá bán 18k thôi chị nhá. Có size L chị Mai Hoàng nhá, có size L áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội chợ nhóm. Các chị em xin nhắc lại là hôm nay shop em này tiếp tục xả chiếc áo này của bên em với giá bán của chiếc áo này bên em là 18k trong một chiếc áo đúng không ạ? 18k một chiếc áo này với giá bán 18k của bên em là chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội chợ nhóm cho em đúng không ạ? 18k một chiếc áo rất là đẹp và rất là xinh luôn. Và các chị ơi, mùa hè tới rồi, các chị lên sóng cho mình một chiếc áo như em mặc trên người đi ạ. Em thấy nó rất cần thiết trong cái mùa hè này các chị nhá. Chất liệu của nó thì vô cùng thoáng mát luôn, chất liệu của nó chất liệu cotton rất là mát luôn các chị nhá. Chị Nguyễn Thị Phường lấy 2 cái thì chị cho em xin số điện thoại và nhớ quay ra chia sẻ gấp đôi số lần cho em đúng không ạ? Chị nào mà muốn mua 2 chiếc các chị chia sẻ gấp đôi số lần cho em nhá. Còn chị nào mà mình muốn không bị ẩn comment thì các chị hãy nhớ là quay ra chia sẻ nhá để mình không bao giờ bị ẩn comment và được chốt đơn hàng với giá bán 18k nhanh chóng đúng không ạ? Chị Hoàng Phượng lấy 1 chiếc size M thì cho em xin số điện thoại đúng không ạ? Chị Mạnh Huyền đấy, một chút nhá chị Mạnh Huyền nhá. Rồi chị Hiền Nguyễn xin chào. Rồi còn chị nào muốn mua thì nhanh chóng để lại cho em comment nhá. 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình với giá bán 18k áp dụng chia sẻ đủ 3 lần nhá. Chia sẻ mới bán giá 18k đúng không ạ? Không chia sẻ sẽ không bán giá 18k chị nhá. Chị Hà Thu thấy comment của chị rồi ạ. Em sẽ dơ lại các màu cho các chị xem này. 18k đây là màu đen này. Đây là đằng trước của chiếc áo này. Đây là đằng trước của chiếc áo này nhá. Đằng trước đây ạ. Các chị có thể mặc cái nơ ra đằng trước ra đằng sau đều ok hết đúng không ạ? Rất đẹp luôn đúng không ạ? 18k một chiếc rất sang luôn, rất đẹp luôn. Và mùa hè tới rồi các chị lên sắm cho mình một những cái chiếc áo đang mặc trên người đi ạ. Rất là sang luôn. Và chất liệu của nó thì vô cùng mát luôn với giá bán 18k một chiếc thôi. 18k một chiếc áp dụng chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội chợ nhóm cho em nhá. Chị Lưu Lưu ơi, chị muốn mua áo này của bên em thì để lại cho em 18k kèm màu kèm số điện thoại của mình nhá chị Lưu Lưu nhá. Chị Hồng Heo thấy comment của chị rồi ạ. Thấy comment của chị rồi ạ. Em sẽ dơ màu vàng ra ngoài cho chị nhìn rõ hơn. Màu vàng thì bên em bán rất là chạy luôn. Màu vàng thì bên em thực sự bán rất là chạy luôn đấy ạ. 18k một chiếc thôi ạ. Chị Thương Vi em thấy comment của chị nhá. Rồi nhanh chóng cho em chốt 18k đúng không ạ? Nhanh chóng chốt đơn hàng cho em với giá bán 18k áp dụng chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân đi ạ. Và 5 lần trên hội chợ nhóm nhá. Các chị ơi, các chị muốn không bị ẩn comment của mình thì các chị hãy nhớ quay ra chia sẻ cho em để mình không bao giờ bị ẩn comment đúng không ạ? Không bao giờ bị ẩn comment và được chốt đơn hàng với giá bán 18k thật nhanh chóng đúng không ạ? Chị Thụy Heo Trần ơi, chị lấy 3 màu 3 chiếc thì chị comment cho em theo hướng cú pháp nhá. 18k kèm màu chị thích và kèm theo số điện thoại của mình cho em đúng không ạ? Ok, chị Thanh Hoa để em một chút này rồi. Còn chị nào muốn mua nữa không thì nhanh chóng lại cho em comment nhá. 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Chị Nguyễn Phượng thấy comment của chị rồi ạ. Ok, chị Xuyến Nguyễn này 65kg thì chị Trúc Tinh mặc size mặc XL cho em, XL cho em đúng không ạ? Chị Kiều chân dài đặng cho 2 cái rồi, cho em xin số điện thoại nhé chị nhá. Chị nhá, cho em xin số điện thoại đúng không ạ? Chị Hảo Hảo ơi, chị có muốn lấy áo này không thì chị comment cho em 18k kèm màu chị thích và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Trên cùng một dòng comment cho em nhá. Chị nào chưa chia sẻ quay ra chia sẻ luôn cho em, bắt đầu chốt 18k bây giờ luôn đúng không ạ? Em bắt đầu chốt 18k bây giờ, các chị chia sẻ cho em nhá, chia sẻ đúng không ạ? Chị Thảo Lê ơi, chị lấy một vàng một đen thì nhờ là cho em xin số điện thoại nhé chị nhá. Cho em xin số điện thoại đúng không ạ?
57kg mặc size L cho em, 57kg mặc size L cho em đúng không ạ? Áo đen thì rất là đẹp luôn và với giá bán sale hôm nay là còn 18k một chiếc thôi đúng không ạ? 18k một chiếc nhá, rất là đẹp và rất là rẻ luôn. Chị Thanh Xuân ơi, 18k một chiếc áp dụng chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội trợ nhóm cho em đúng không ạ? Chị nào mà chưa chia sẻ quay ra chia sẻ luôn, bắt đầu chốt 18k đúng không ạ? Chị nào chia sẻ quay ra chia sẻ luôn cho em nhá. Nhiều khi các chị hỏi là hỏi em không trả lời nhá, nhiều khi các chị hỏi em không trả lời là do chị không tương tác với em. Các chị không tương tác với em thì em sẽ không thể nhìn thấy comment của các chị đúng không ạ? Chị Bùi Phương đấy, một chút này rồi, chị Ngọc Lê xin chào, chị Cười Phạm rồi đúng không ạ? Đúng rồi, chính xác. Comment cho em 18k kèm màu kèm số điện thoại luôn cho em, rất nhiều màu luôn. Bên em có rất nhiều màu luôn nha, rất nhiều màu luôn. Chị Cỏ Mai Hoa một chiếc màu đen rồi, đã chia sẻ cho em đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội trợ nhóm cho em chưa ạ? Chị Lan Trần rồi ạ. Chị Ngốc Ngách là em rồi, xin chào rồi, bắt đầu chốt 18k đúng không ạ? Bắt đầu chốt 18k. Em sẽ bắt đầu chốt đơn hàng với giá bán 18k nhé. Nên chị nào mà chưa chia sẻ thì các chị quay ra chia sẻ luôn cho em để mình mua áo bên em. Với giá bán là 18k một chiếc áo rất đẹp và rất là sang luôn được không ạ? Rồi các chị ơi, bây giờ em sẽ bắt đầu chốt 18k nhé. Nên chị nào mà muốn không ẩn comment thì các chị anh nhớ quay ra chia sẻ luôn cho em, để mình không bao giờ bị ẩn comment đúng không ạ? Rồi em sẽ bắt đầu chốt 18k bây giờ đấy ạ. Các chị ơi, các chị có nhìn thấy cái số điện thoại em đang ghim trên màn hình không ạ? Rồi, trên tay em đang cầm một cái vòng quay may mắn đúng không ạ? Là những cái vòng quay may mắn các chị nhá, là những vòng quay may mắn. Chị nào quay số đúng không ạ? Chị nào mà có đuôi số điện thoại mà trùng với hai cái số cuối mà em quay nó sắp tới đây thì là chị đó sẽ là người mua áo bên em với giá bán là 18k một chiếc áo đúng không ạ? Rất đẹp, rất sang luôn đúng không ạ? Rồi em sẽ quay số đầu tiên để không để các chị đợi lâu nhá. Số con số may mắn đầu tiên của xoay em năm nay sẽ là con số nào đây ạ? Con số may mắn đầu tiên của bên em hôm nay sẽ là con số 31 đúng không ạ? Sẽ là con số 31. Chị nào có đuôi số điện thoại 31 thì nhanh chóng này gọi điện về số điện thoại của em đang ghim trên màn hình để nhận phần quà bên em với chiếc áo này với giá bán là 18k một chiếc đúng không ạ? Rồi con số đầu tiên bên em là con số 31 đúng không ạ? Con số tiếp theo bên em hôm nay sẽ là con số 43 này. Con số tiếp theo hôm nay của bên em sẽ là con số 43 này. Rồi tiếp theo một số nữa là số 31 đúng không ạ? À đâu, tiếp theo một số nữa là số 49 này. Thôi nhỏ nhặn đi. Số đầu tiên bên em là số 31, số thứ hai của bên em là số 43 này và số thứ ba bên em là số 49 được không ạ? Em sẽ bấm tiếp một số nữa. Rồi, tiếp theo bên em sẽ là số 32. Chị nào mà có đuôi số điện thoại này 32, 49, 43 và 31 thì nhanh chóng gọi điện về số điện thoại của em. Em sẽ trao phần thưởng này của bên em với giá bán của chiếc áo này là 18k cho những chị may mắn của ngày hôm nay đúng không ạ? Em xin số điện thoại cho chị nha. Đúng số này không? Rồi, chị nào có đuôi số điện thoại là 49 này, 43, 31 và 32 thì nhanh chóng gọi điện về cho shop em để bên em tặng các chị những cái phần quà của bên em với giá bán 18k là những chiếc áo của bên em đang cầm trên tay đây với giá bán 18k một chiếc đúng không ạ? Em xin đọc lại những con số may mắn của em đây nhá. Con số đầu tiên em con số 32 này. 32, 49, 43 và 31. Chị nào có đuôi số điện thoại là 32, 49, 43 và 31 thì nhanh chóng gọi điện về số điện thoại của em để em tặng các chị những cái phần quà đang cầm trên tay đúng không ạ? Rồi ok, chị đầu tiên là chị số 31 rồi này. Alo ạ? Facebook của chị là gì? Alo, số điện thoại gì? Facebook của chị là gì đấy ạ? À này, bán làm sao ấy? Gọi đến nhưng mà không thể nói gì. Rồi, hiện tại bên còn số 32, 31, 32, 43 và 49 nhá. Chị nào có đuôi số điện thoại là 31, 32, 43, 49 này thì nhanh chóng gọi điện về số điện thoại của em bên em đúng không ạ? Để bên em sẽ tặng những các chị trao giải cho chị những cái phần quà bên em là với chiếc áo này với giá bán 18k đúng không ạ? Ở đây có chị nào có số điện thoại 43 không? Người gọi rồi này. Alo ạ? Facebook chị là gì? Facebook của chị là gì ạ? Không thể nói gì. Không thể nói gì. Các chị ơi, hiện tại em đang còn số 31, 32, 43, 49 được không ạ? Alo ạ? Vâng. Facebook của chị là gì? Facebook của chị là gì ạ chị? Quả trứng xanh. Quả trứng xanh ạ. Rồi em xin chúc mừng chị là người đầu tiên mua áo này bên em với giá bán 18k nhá. Số 32. 31, 32. 32 đi qua rồi, em còn số
31 có người 31 đúng không? Alo ạ? Facebook của chị là gì ạ? Loan Hằng hả chị? Loan Hoàng. Loan Hoàng, rồi ok, cảm ơn chị nhá. Chị nhớ chia sẻ cho em để vào trích chia sẻ của chị nhá. Mình chia sẻ rồi đấy. Rồi ok, cảm ơn chị. Rồi chúc mừng chị. Rồi. Rồi, thế là hiện tại là bên em còn số 43 và 49 thôi. Chị nào có đuôi số điện thoại 43 và 49 thì nhanh chóng gọi điện về số điện thoại của bên em, bên em sẽ trao những phần quà cho chị đúng không ạ? 43 chưa đúng không? Alo. 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 Facebook của chị là gì? À, tự đăng kiếm chị ạ. Cái gì cơ ạ? Tự đăng kiếm chị ơi. Rồi ok, em xin chúc mừng chị là người tiếp theo, may mắn tiếp theo mua áo bên em với giá bán là 18k chị nhá. Rồi cảm ơn chị. Rồi, em thấy thì em còn một số 49 nữa. Chị nào có đuôi số điện thoại 49 thì nhanh chóng gọi lốt cho em đúng không ạ? Em còn một số điện thoại là 49. Chị nào có đuôi số điện thoại là 49 thì nhanh chóng gọi điện về số điện thoại đang ghim trên màn hình để mua áo bên em với giá bán là 18k chị nhá. Em sẽ để số 49 đây đúng không ạ? 49 đây, ai gọi đi nhá. Nhớ người gọi chưa? 43 chưa có ai gọi. À 43 có người gọi rồi. Rồi các chị ơi, mình vừa công bố thôi mà đã tụt view rồi. Rồi các chị ơi, bán hàng đi. Ok chị Hồng Hoa Hồng Ngại nhé. Rồi em đã tìm ra chủ nhân của những cái chiếc áo này bên em với giá bán là 18k rồi các chị nhá. Rồi chị 49 đang gọi tiếp theo đi ạ. Alo ạ. Facebook Thanh Vi á chị. Facebook Thanh Vi ạ. À? Rồi ok, anh chia sẻ cho em để em check chia sẻ nhá. Chúc mừng anh là người tiếp theo đã mua áo bên em với giá bán 18k. Chúc mừng anh ạ. Rồi các chị ơi, em đã tìm ra những chủ nhân của những cái chiếc áo đang mặc trên em vừa cầm trên tay em với giá bán là 18k rồi chị nhá. Lên bây giờ là các chị ơi, các chị cùng tương tác với em và chia sẻ cho em lên mốc 400 người xem tiếp theo đúng không ạ? Bên em sẽ chốt tiếp với giá bán 18k đúng không ạ? Còn bây giờ là hiện tại là cái lượt view của em đang bị giảm xuống thì em sẽ xin phép quay ra bán hàng 15 phút nhá. Rồi sau đó là em sẽ quay trở lại chốt tiếp bên em, chốt tiếp cho chị với giá bán là 18k đúng không ạ? Ok chị Phạm Hương thì bảo em bán hàng đi. Rồi các chị ơi, em đang cầm trên tay của áo em là một chiếc áo mã là V68 đúng không ạ? V68 nhá. Áo V68 này của bên em thì có hai màu, màu da, màu đen và với giá bán của bên em là 180.000 một áo nhá. Mã V68 180.000 đúng không ạ? Chị Ngọc Lê rồi ok. Mã này của bên em là mã V68 với giá bán của chiếc áo này là 180.000. Nên chị nào mà thích mua cái sản phẩm này của em đang mặc trên người với giá bán là 180.000 thì để lại cho em mã V68 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Ok, chị Thùy Dung em đang bán hàng rồi chị ạ. Chị Đoàn Thiên Mỹ ơi, áo đang mặc của em có giá bán là 180.000 nhá. Có hai màu, màu da và màu đen rất là đẹp luôn. Màu đen, màu da với giá bán là 180.000 đúng không ạ? Chị Thảo Hiếp ơi, em đã gửi hàng chị từ chiều qua, chị Thảo Hiếp nhá, đã gửi hàng chị rồi ạ. Chị Bùi Phương rồi ạ. Chị nào muốn mua chiếc áo đang mặc trên người của em với giá bán là 180.000 nhá thì để lại cho em này V68 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Áo này thì bên em có hai màu này, màu da, màu đen rất là sang luôn và mã của nó là V68 với giá bán 180. Chị nào mà yêu thích cái sản phẩm này của bên em thì để lại cho em comment này V68 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Áo của em là áo cổ V rất là sang luôn chị nhá. Vẫn rất là đẹp luôn. Chị Vân Bebo ơi, áo V9 của chị em đã gửi hàng rồi chị nhá. Váy đang mặc của em 280 đây là váy jean và bên trong kèm quần, váy jean bên trong kèm quần đúng không ạ? Đây chị ơi, chị Bùi Thị Nga đây chị ạ. Em cho xem luôn nhá. 62kg chị mặc size XL cho em, chị Minh Hiền nhá, mặc size XL cho em. Áo bên em 180 với mã là V68 nữa. V68 180.000 rất đẹp, rất là sang luôn. Có đủ size từ 40 cân cho tới 85kg em có đủ size. Từ 40 tới 85kg em có đủ size nhá. Chị Thùy Dung 53kg mặc size M cho em đúng không ạ? Chân váy, đây là chân váy, váy của em là váy jean. Váy jean của em 280, váy jean kèm quần đúng không ạ? Ok chị Quả Trứng Xanh, hôm nay mình là người rất may mắn đúng không ạ? Chị Thùy Dung ơi, áo 180 mã V68 nhá. Chị nào mà yêu thích cái sản phẩm này của em thì có thể comment cho em này V68 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Sơ mi thì chị xem những cái like trước bên em nhá chị nhá. Quần bò của em không có ạ. Các chị ơi, các chị đang xem cái mã này của em này, mã này mã V68 và với giá bán của V68 em là 180.000 một áo. Bên có hai màu, màu da và màu đen rất là sang luôn nhá. Chị Hoa Đông chốt đơn V68 rồi. Chị Kiều Thúy ơi, lấy cho mình rồi, để lại cho em V68 kèm màu kèm số điện thoại cho em đúng không ạ? Em sẽ lại, em sẽ qua các mẫu phụ khác sau đúng không ạ? Hiện tại thì em đang like cái mẫu này trước nhá.
Em thấy comment của chị Minh Hiền rồi đấy ạ. Chị Thùy Dung ơi, áo là 180 mã V68 luôn ạ. Chị Hiền kèm 58kg mặc size L cho em nhá. Để lại cho em V68 kèm màu và kèm theo số thả của mình đúng không ạ? V68 em có hai màu này, màu đen và màu da, rất đẹp luôn. Màu đen màu da có hai màu đen màu da đúng không ạ? Ok chị Mạnh Hiền cho đơn. V68 có hai màu đen màu da rất sang luôn và rất là đẹp, có cái nơ trước ngực rất là sang luôn này. Với giá bán V68 em là 180.000 một áo được không ạ? À, chị Vân Đèn Sinh ơi, chị 58kg mặc size L cho em nhá. Chị lấy thì để lại cho em V68 kèm màu kèm số điện thoại cho em đúng không ạ? Các chị ơi, khi các chị mua hàng của em chỉ việc ở lại cho em này mã V68 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình thôi nhá. Áo đen đang mặc 64kg mặc size XL cho em nhá. Chị Hà Tuyết để lại cho em V68 kèm màu kèm số điện thoại nhá. Chị Vân Đèn Sinh ơi, 58kg mặc size L để lại cho em V68 kèm màu. Chị Đỗ Vân chốt đơn V68, chị Diệu Linh chốt V68 này, chị Út Trương chốt V68. Sơ mi em like những cái like sau được không ạ? Chị Trần Hường đúng rồi, chính xác hôm nay mình vào hơi muộn đúng không ạ? Chị Lộc Hạ chốt V68 tiếp theo nhá. Chị Phạm Linh chốt V68 này. Ok. Chị Nguyễn Mi chốt đơn 68 này. Chị Mắc Hải ơi, em thấy comment của chị rồi nhá. Rồi còn chị nào muốn mua V68 nữa không thì để lại cho em V68 này kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em đúng không ạ? Phải có mã và có số điện thoại thì bên em mới chốt đơn hàng được. Không có mã và không có số điện thoại bên em sẽ không chốt hàng được đúng không ạ? Chị Diệu Linh chốt đơn tiếp theo rồi ạ. Ok chị Thúy Quỳnh nhá. Rồi chị Út Trương, chị 58kg thì chị mặc size L cho em nhá. Chị lấy thì để lại cho em V68 kèm màu kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi ok chị Nguyễn Thùy chốt V68 tiếp theo. Chị Linh Đa Khánh Huyền chốt V68 này. Áo 180 chị Dâu Tây Be nhá. Chị Trang Ly Ly ơi, áo 180 đúng không? Chị để lại cho em V68 kèm màu kèm số điện thoại. Bên có hai màu, màu da màu đen rất là sang luôn. Chị Dâu Tây áo V68 180.000 nhá, để lại V68 kèm màu kèm số điện thoại cho em nhá. Chị Chí Linh cho đơn V68. Chị Trang Ly ơi, 180 V68 rất là đẹp luôn, nó có hai màu. Có hai màu, màu da màu đen rất là sang luôn, màu da màu đen rất là sang luôn nhá. Các chị ơi, mùa hè tới rồi thì các chị lên sóng cho mình một cái chiếc áo như em đang mặc trên người đi ạ. Mình có thể kết hợp với quần sóc, quần jean, chân váy này mặc đi chơi với người yêu, đi chơi với chồng, đi chơi với bạn bè thì rất là ok luôn. Và thiết kế của chiếc áo này đẹp nhất là cái nơ nhá, cái nơ áo rất là sang luôn. Ok, chị Mai Mai chốt đơn. Chị Trang Khải Ly 40kg mặc size S cho em thì nhá, để lại cho em V68 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Chị Bà Vi ơi, áo bên em V68 và với giá bán bên em là 180.000 đúng không chị? Chị Thùy Dung ơi, áo có đủ size nhá, từ size S cho tới size 3XL đúng không ạ? Chị Mẫn nhá, chị gì đấy ạ? Chị Mép Hải rồi, em cảm ơn chị nhá. Rồi còn chị nào muốn chốt cái mã V68 hay không thì chốt luôn cho em mã V68 đúng không ạ? V68 em có giá bán là 180.000 và có hai màu này, màu đen và màu da rất là sang luôn, màu đen màu da rất là sang luôn đúng không ạ? Chị nào mà hơi gầy một chút thì các chị có thể mặc sang màu da nhá. Còn chị nào mà hơi mập một chút ấy, các chị muốn người nhỏ nhỏ nữa, chị có thể mặc màu đen của em rất là sang luôn. Đây màu đen đây, màu đen thì vô cùng đẹp và vô cùng sang. Các chị ơi, mùa hè tới rồi thì các chị lên sóng cho mình một cái chiếc áo yên mặc trên người đi, em thấy là thực sự rất là cần thiết trong cái mùa hè này. Và áo bên em thì mặc được hai kiểu, trễ vai không trễ vai nhá. Chị nào thích trễ vai có thể kéo sang bên này cho em đúng không ạ? Chị Bi Bi Bu đúng không ạ? V68 màu đen rồi, ok chị. Xanh lá bên em có nhá, chị Hạ Huệ Bi nhá. Hiện tại áo này thì bên em chỉ còn hai màu ở đây và trên cửa hàng của em có màu xanh nữa đúng không ạ? Có ba màu này, màu xanh, màu da, màu đen rất đẹp, rất là sang luôn. Chị BU 50kg thì chị mặc size M cho em nhé, để lại cho em V68 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Quần đây là váy jean kèm quần của em 280, váy jean kèm quần hai màu đen, màu xanh nhạt nhá, 280 đúng không chị? Chị Yến My V68 đen 45kg size cho em rồi, còn chị nào muốn chốt nữa không thì để lại cho em này. V68 kèm màu kèm số điện thoại cho em nhá. Ship tỉnh là 30.000 đúng rồi, chị Ngà Bùi đúng rồi. Chị nào muốn chốt cái mã này thì để lại cho em V68 kèm màu kèm số điện thoại nhá. Bên em sẽ chốt cho những chị nào mà để lại cho em theo đúng cú pháp V68 kèm màu kèm số điện thoại đúng không ạ? Rồi ok, chị Hồng Trinh chốt V68, chị Thùy Dung chốt V68 này. Chị Kiều Thúy chốt V68 53kg, chị nằm thấm trần rồi. Chị Mập Nè, chị mặc size không? Chị mà người hơi mập một tí thì chị có thể mặc sang màu đen cho em cho sang nhé chị nhá. Chị Anna Quỳnh giá 180 V68, ok chị Trang Anh lấy quần rồi để lại cho em nào. V68 kèm màu kèm số điện thoại, ok chị Bio chốt đơn nhá. Chị Thục Hiền chốt đơn tiếp theo. Chị Nga Nguyễn 57kg mặc size L để lại V68 kèm màu kèm số điện thoại. Chị Yến My chốt đơn V68 tiếp theo này. Rồi em sẽ qua mẫu sau, rồi em sẽ qua từng mẫu một các chị nhá. Chốt cho em mã V68 trước, sau đó em sẽ qua các mẫu này nhé em sau đúng không ạ? Chị Thanh Thủy bây giờ mới vào đúng không ạ? V68 180 chị nhá. V68 180 có hai màu này, màu da màu đen rất là sang luôn các chị ạ. Da đen rất sang luôn. Chị Lê Trang chốt V68 này. Chị Vân Miu còn áo A1 không chị? Bên em còn nên để lại cho em A1 kèm số điện thoại với giá bán A1 160 chị ạ. 180, đây là mã V68 180.000 nhá. Ok, chị Vân Đàn Sinh chốt V68 tiếp theo này.
Rồi, nhanh chóng chốt cho em mã V68 sẽ qua mẫu khác ngay lập tức đúng không ạ? Chị Đinh Phạm Công 50kg mặc size M cho em để lại V68 kèm màu kèm số điện thoại cho em chị Đinh Phạm Công nhá. Phải có mã và có số điện thoại bên em mới chốt hàng được đúng không ạ? Còn các chị mà hỏi cho chị cái này và để số điện thoại mà không có mã thì bên em sẽ không thể lên đơn, không thể chốt hàng đúng không ạ? Chị ở em ở ngoài Hà Nội, chị Phượng Lê nhá. Rồi các chị mua hàng của em chỉ việc để lại cho em mã V68 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Chị Đinh Phạm Công lấy thì comment V68 kèm màu kèm số điện thoại nhá. Ok, chị Mãi Một Tình Yêu chốt đơn, chị Hậu Trần chốt đơn V68 nhá. Chị Nga Nguyễn chốt đơn V68 rồi, chị Hậu Trần chốt V68 phía trên rồi ạ. Chị Bà Già Xí Tin 65kg mặc size XL cho em, để lại cho em V68 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? V68 em thì có hai màu, màu da, màu đen rất là sang luôn. Và với mã V68 của bên em bán ra là hiện tại trên cửa hàng của em đang báo này là 250.000 đúng không ạ? Nhưng trong cái livestream này em giảm từ 250 xuống còn 180.000 một áo thôi. Rất là đẹp và rất là rẻ luôn. Chị Nga Nguyễn chốt V68 rồi, chị Thu Phùng chốt V68, chị Vân Miu ơi, A1 160.000 nhá, để lại cho em A1 và kèm theo số điện thoại của mình cho em chị Vân Miu nhá. Chị Bà Già Xí Tin 55kg vừa trả lời xong size L rồi nhá, lấy thì để lại cho em V68 kèm màu kèm số điện thoại cho em. Có hai màu rất hai màu cơ bản rất đẹp rất sang luôn. Rồi chị Trần chốt đơn rồi đấy ạ. 65kg thì chị mặc size XL cho em đi nhá. Chị Vân Đèn Xinh ơi, đây là váy jean của em 280 có đủ size từ size S cho tới size 3XL chị nhá, 280. Còn áo thì 180. Chị Nhi Hồ ơi, áo 180 chị ạ. À, em đã livestream nhà với em gửi hàng như thế nhá, không bao giờ ra sai hàng khách luôn đúng không ạ? Chị Thu Phùng chốt V68, chị Trang Lê chốt đơn V68 rồi đấy ạ. À, em ở ngoài Hà Nội và bên em giao hàng trên toàn quốc chị nhá. Chị Nguyễn Thị Đường ơi, áo bên em mã V68 và bên có hai màu, màu da và màu đen rất là sang luôn và với giá bán của bên em là 180.000 một áo nhá. Áp dụng chia sẻ đúng không ạ? Khi các chị chia sẻ cho em thì áo này bên em chỉ còn 180.000 thôi ạ. Cái chị nào không thích nơ có thể bỏ nơ ra này. Đúng không ạ? Không thích nơ bỏ nơ cho em, còn thích nơ thì bục nơ cho em nhá, rất là sang luôn. Mà được hai kiểu này. Ok, chị Bà Già này chốt đơn V68 tiếp theo. Chị Vân Đèn Sinh 58kg mặc size L cho em, để lại cho em V68 kèm màu kèm số điện thoại cho em nhá. Ok, chị Trang Anh lấy quần thì comment cho em nhá, váy jean mà kèm theo số điện thoại đúng không ạ? Đây là váy chứ không phải quần, đây là váy bên trong kèm quần và 280, váy bên trong và có quần là 280 đúng không ạ? Mẫu khác đi ạ, thì em sẽ qua mẫu sau nhá. Chị các chị chốt luôn cho em mã V68 trước rồi em sẽ qua các mẫu sau đúng không ạ? V68 em có hai màu, màu da, màu đen rất là sang luôn, rất đẹp luôn đúng không ạ? Còn chị nào muốn chốt mã V68 nữa không thì chốt luôn cho em mã V68 trong khoảng 3 phút nữa thôi chị nhá. Em sẽ chốt cái mã V68 trong khoảng 3 phút nữa thôi để em sẽ qua mẫu đúng không ạ? Nên còn chị nào muốn chốt mã V68 thì chốt luôn cho em V68 nhá. Chị Hải Anh 1m52, chị nặng 56kg mặc size L cho em đúng không ạ? Mặc size L cho em nhá, chị lấy thì để lại V68 cho em. Các chị ơi lưu ý khi mua hàng của bên em là để lại cho em V68 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình thì bên em mới lên đơn được nhá, với giá bán V68 của bên em là 180.000 đúng không ạ? Ok, chị Trang Anh chốt đơn này. Chị Vân Béo chốt đơn tiếp theo. Chị Hoa Hồng Ngoại mua 2 cái bên không phí ship được, mua 2 cái bên vẫn tính ship là 30.000 đúng không ạ? Chị Phạm Thị Lan Hương bao nhiêu một áo vậy? Áo bên em có giá bán 180, có hai màu da, màu đen rất là sang luôn. Chị làm mà không thích nơ có thể bỏ nơ ra, hoặc là không thích nơ có thể bỏ nơ ra nhá. Ok, chị Nguyệt Phạm muốn lấy V68 thì cho em bổ sung số điện thoại cho em chị Nguyệt Phạm nhá. V68 kèm màu kèm số điện thoại. Các chị ơi phải có mã có số điện thoại thì bên em mới lên đơn hàng được. Không có mã không có số điện thoại bên em sẽ không thể lên đơn được không ạ? Chị Hậu Nguyễn cho đơn rồi. Chị Nguyễn Thùy Linh muốn lấy V68 45kg size S nhá. Chị 45kg thì chị mặc size S cho em đi cho em nhưng cho đẹp đi ạ. Hiện tại thì em cao 1m6 và em nặng 47kg thì cả set trên người em đang mặc thì là size S luôn chị ạ. Ok, chị Hoàng Sư Tử chốt V68 tiếp theo nhá. Chị Vân Béo chốt V68 rồi đấy ạ. Rồi còn chị nào muốn chốt V68 nữa không thì chốt luôn cho em mã V68 đi ạ. V68 em có hai màu, màu da, màu đen rất là sang luôn. Với giá bán V68 của em là 180.000 một áo đúng không ạ? Chị Nguyệt Phạm muốn lấy V68 thì chị để mỗi màu đen vào số điện thoại không thì em sẽ không thể chuyển lên đâu chị đúng không ạ? Chị Nguyệt Phạm phải để cho em cả V68 nữa chị Nguyệt Phạm nhá. Bổ sung cho em V68 kèm màu kèm số điện thoại luôn cho em đi ạ. Ship Vân Đồn là 30.000 nhá chị nhá. Vân Đồn ngoại thành Hà Nội là bên em cũng 30.000 đấy ạ. Chị Trang Anh lấy V68 comment V68 kèm màu kèm số điện thoại cho em nhá. Chị Nguyễn Nga bên em giao hàng nhá. Bên em livestream là bên em gửi hàng như thế. Ngày nào em cũng livestream ở trang nhà em đúng không ạ? Nên các chị mua hàng bên em các chị cứ yên tâm nhà em nhá. Khi mua hàng của bên em đúng không ạ? Áo bên em 180 chị ạ, 180 áo này nhá, 180 áo này. Các chị ơi em xin nhắc lại là mã V68 bên em này có giá bán là 180.000 một áo đúng không ạ? 180 các chị nhá, 180.
Chị nào thích cái váy jean, váy nào trên người váy jean đây, đây là váy jean bên trong kèm quần là 280 nhá. Váy jean bên trong kèm quần 280. Còn chị nào thích lấy cả set của em thì có thể comment cả set cho em nhá, cả set V68. Em bán cả set trên người em luôn nhá, miễn là không bán người. À, chị Nguyễn Thủy Linh này, chị V6849kg mặc size M cho em nhá chị Nguyễn Thủy Linh nhá. Với giá bán của em V68 là 180, rất là đẹp, rất là sang luôn. À, ok, chị Khải Minh VPP để lại V68 kèm màu kèm số điện thoại cho em nhá. Áo trên vai em không like, chị Mai Mai, chị Trang Minh em ở ngoài Hà Nội. À, chị Đặng Hòa ơi, V68 có hai màu, màu đen và màu da, rất đẹp, rất là sang luôn, rất là đẹp và rất là sang luôn chị nhá. Chị Nguyễn Anh ơi, V68 em có hai màu và giá bán bên em là 180.000 một áo chị nhá, 180 một áo. Rồi còn chị làm một chốt V68 nữa không thì chốt luôn cho em mã V68 đúng không ạ? V68 180 đúng không ạ? Chị Mỹ Trinh có thể comment lại em trả lời câu hỏi của chị đúng không chị? Tại vì nhiều comment không thể biết được ạ. Ok, chị Nguyễn Thị Phượng, chị Trang Anh lấy cả set đúng không ạ? Rồi ok chị nhá. Rồi còn chị làm một chốt cái mã này được không thì chốt luôn cho em V68 luôn cho em ạ. V68 có hai màu, màu da, màu đen rất là sang, chốt luôn cho em được qua mẫu khác đúng không ạ? Ok, chị Nguyễn Thị Phượng cho đơn nhá. Chị Mỹ Trinh ơi, áo này 180 chị ạ, 180 chứ 180. Chị Nguyễn Thủy Linh rồi, cho đơn tiếp theo nhá. Chị Nguyễn Thủy Linh có thể comment lại cho em là V68 kèm theo số điện thoại của cho em không chị Thủy Linh nhá. Chị comment có mỗi số điện thoại và cho chị màu đấy thôi thì em sẽ không thể lên đơn hàng chị được đâu ạ. Chị Vân Đèn cho đơn nhá. Chị Đặng Hòa cho đơn V68 màu đen tiếp theo. Màu da đây chị Phượng Bít nhá, màu da chị. Chị làm không thích màu đen các chị thể lấy màu da này, màu da rất sang rất đẹp luôn đây, màu da đây. Áo này có xanh chính xác luôn, chị Nguyễn Nguyệt có xanh luôn và cũng với giá bán là 180 chị nhá. Chị Mỹ Trinh ơi, áo này bên em 180 chị ạ. Chị Trang Anh mét 68 nặng 51kg mặc size L cho em nhá, lấy thì để lại V68 đi ạ. Các chị ơi, áo bên em có hai màu đây, màu da, màu đen rất là sang luôn và 180.000 một áo thôi. Chị nào còn chị làm một chốt cái mã V68 thì chốt luôn cho em mã V68 với giá bán là 180.000 một áo được không ạ? Rất đẹp, rất sang luôn. Chị Đặng Hòa size M bạn nhé. Rồi ok chị rồi. Chị Hoa Đông cho đơn V68 tiếp theo. Chị Trang Anh rồi, chị Thùy Linh chất V68 rồi đấy ạ. Nhà em có nhiều cửa hàng á, chị Nguyễn Mây Mây ạ. Có nhá chị Mỹ Trinh nhá, có ạ. Sẽ được giá ưu đãi chị nhá. Chị Trang Anh mét 62 nặng 51kg mặc size M cho em chị nhá. Hiện tại em đang bán lẻ với giá bán 180, áo lẻ là 180 thôi ạ. Chị Thế Linh cho đơn rồi tiếp theo. Rồi còn chị làm một chốt mã V68 nữa không thì chốt luôn cho em mã V68 đây đúng không ạ? Thường thường gọi điện chốt hàng thì gọi điện giờ hành chính nhá, chị Nga Nguyễn nhá. Ok chị Trang Anh. Rồi còn chị làm một chốt cái mã V68 bên nó không thì chốt luôn cho em để kết thúc cái live stream này đúng không ạ? Các chị ơi, em sẽ chốt cái mã V68 bên em trong khoảng 2 phút nữa thôi là em sẽ kết thúc cái live stream này đúng không ạ? Nên có chị làm một chốt cái mã V68 thì chốt luôn cho em mã V68 để kết thúc live stream nhá. Áo của em có hai màu. Chị Quách Ánh Tuyết hôm nay chị vào hơi muộn đúng không ạ? Chị Phạm Dương ơi, size M rồi, ok chị bổ sung số điện thoại cho em nhá. Còn chị làm một chốt cái mã V68 được không thì chốt luôn cho em để kết thúc cái live stream đi ạ. Chân váy jean kèm quần, váy jean bên trong có quần, đây là cúc này, hàng cúc của nó này, mặc rất là sang luôn. Váy jean 280, còn áo 180 đúng không ạ? 460 cả set. Chị Thủy Tiên ơi, áo bên em là 180.000 nhá, mã V68 được không chị? Chị che đi Nguyễn giá áo bên em là 180 về mã V68 chị nhá. Ok chị Nguyễn Hoàng Tú cảm ơn chị nhá. Rồi còn chị làm một chốt mã V68 nữa không thì chốt luôn trên mã V68 để kết thúc cái livestream này đúng không ạ? Rồi chị Phạm Dương chốt V68. Chị Phạm Dương ơi, áo bên em là 180 chị nhá, 180. 180 nhá chị Cherry Nguyễn này, chị Natasha 180 V68 này. Chị Phương Nguyễn ơi, áo 180 mã V68 nhá. Chị Vạn Sự Tùy Duyên V68 em là 180 có hai màu. Màu đen và màu da rất là sang luôn. Chị Phạm Dương màu đen nhé, rồi 180 chị nhá. Rồi ạ. Chị Phạm Dương thể bổ sung cho em mã và mã V68 và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em luôn đúng không ạ? Cho em xem cái màu hồng sơ được, em sẽ cho chị xem sau nhé chị nhá.
Hồng, chị làm một chút cái mã V68 không, mình chốt luôn cho em đúng không ạ? Rồi ok, chị Hồng là chốt đơn V68 tiếp theo nhé. Chị Phạm Dương chốt đơn V68 tiếp theo. Rồi ok. Chị Hoàng Hải cho màu da size M ạ. Cho em để lại cho em V68 nhá, kèm số điện thoại của mình chị Hoàng Hải nhá. Chân váy, đây là quần, à đây là váy nhá, váy jean và bên trong có quần chị ạ. Bên trong có quần chị Phương Nghi nhá. 280 chị ạ. Chị làm thích mua cả set của em có thể comment cho em là cả set V68 nhá. Cả set V68 em chỉ có 460.000 thôi. À đâu, từ 460 đúng rồi ạ. Còn chị làm một chốt là không để kết thúc cái livestream này. V68 em có hai màu, màu da, màu đen đúng không ạ? Da và đen rất sang luôn. Rồi ok, chị Hoàng Hải chốt đơn nhá. Chị Hoàng Hải có thể cho em xin lại cái mã V68 và kèm theo số thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em luôn đúng không ạ? Còn chị làm muốn chốt cái mã V68 nữa không thì chốt luôn cho em mã V68 để em kết thúc cái livestream này, em nghỉ nghỉ đúng không ạ? Gửi qua inbox Messenger của shop em đúng không ạ? Còn bây giờ thì em xin phép kết thúc cái livestream này nhé, thì thời gian hôm nay cũng khá lâu rồi và hơi muộn rồi đúng không ạ? Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại ạ.